Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam thế nào? Trận bán kết 1. Phía gần màn hình cặp đôi Trí Đức và Trọng Nghĩa. Phía sau màn hình cặp đôi Tuấn Anh và Dương Thiều. Ở trận đấu tứ kết, Trọng Nghĩa và Trí Đức giành chiến thắng trước Hồng Nam và Đức Duy. Ở trận đấu tứ kết tiếp theo, Tuấn Anh và Dương Thiều giành chiến thắng trước cặp đôi đàn em là Hưng Đức. Vừa rồi trước khi trận đấu này vừa mới bắt đầu được một điểm số thì Trí Đức đã bị lật cổ chân. Nhưng sau khi khắc phục thì Trí Đức đã có thể quay trở lại sân. Hy vọng rằng chấn thương vừa rồi sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến vận động viên Trí Đức. Cầu ngoài sân. Bắc Linh cố lên, Bắc Linh cố lên. Điểm số 4-5 cho Dương Kiều Tuấn Anh. Một tình huống không hiểu ý nhau. Quả đấy Dương Thiều chạy cắt mặt như thế có vẻ là không ổn. Quả đấy để Tuấn Anh đỡ theo Hùng thì sẽ hợp lý hơn. Trọng Nghĩa phát cầu hơi cao tay. Ở ngoài sân. Điểm số 5-6.
Điểm số 7-5. Một pha dừng cổ tay rất hay từ Dương Thiều. Điểm số 6-7. Trận bán kết thứ hai trên sân số 1, ở đây Hoàng Tú và Hoàng Công Tân trên sân số 1 thi đấu. Bắc Linh cố lên!
Hay quá. Đúng rồi. Tiến hành đổi sân. Thank you.
21 tháng 6 cho Tuấn Anh Thiểu. Anh ơi,
29 Thảo Nghĩa Trí Đức. Rồi. Rồi anh ơi. Sao thừa rồi anh ơi. Sao? Tuấn Anh Dương Thiều. Điểm quyết định. Báo 5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dương Thiều giành chiến thắng với điểm số 31-25, tiến vào trận chung kết.